Cái đề số 1 nè, câu 1 có khỏi đọc đề lên ha. Thì ở trong cái đề này đó thì đầu tiên mình đặt tên biến cố, giải một bài toán xác suất thì đầu tiên mình phải đặt tên biến cố phải không? Ở đây nó có hai biến cố mình cần tính xác suất, đó là biến cố cả hai con đều gà mái nè, cả hai con đều là gà mái nè. Biến cố thứ nhất, còn biến cố thứ hai là con bắt lần thứ hai là gà mái. Thì hôm trước á thì mình nhớ một cái bí quyết hôm trước á là cái gì, trong cái bài toán bắt thăm á tôi đã nói rồi, đó là khi mà mình bắt bắt thăm trước bắt thăm sau gì đó thì cái xác suất trúng thăm là như nhau, nếu như mình không biết cái thông tin của những cái người bắt thăm trước, đúng không? Thì ở đây bắt gà cũng vậy đó, bắt gà thì cái xác suất mà con gà bắt ra lần thứ hai gà mái thì nó sẽ có cái xác suất bắt ra là nó bằng với cái xác suất con gà bắt ra lần thứ nhất gà mái, không? Đấy, thì bây giờ đó là mình đặt đặt tên biến cố, thì cả hai con đều gà mái, có nghĩa là lần thứ nhất mình bắt ra gà mái, lần thứ hai bắt ra cũng gà mái, cho nên ở đây đó là mình sẽ đặt tên biến cố là A là con gà bắt ra lần thứ nhất gà mái này, B là con gà bắt ra lần thứ hai gà mái này, không? Đó, thì bây giờ mình tính xác suất của biến cố A. Xác suất của biến cố A thì nó bằng 7 phần 15 đúng không? Đây, tổng cộng nó có 13 10 15 con gà. Mình bắt ra một con gà thì xác suất được được gà mái là 7 phần 15. Cái công thức quen thuộc của chúng ta là nó chính là C1 7 chia cho C1 15 đó, thấy không? Nó sẽ bằng 7 phần 15. Mình giải thích theo cái công thức này cũng được, thấy không? Thì có cái nào đó mình giải thích để mình tin vào đó. Đấy, thì cái xác suất này bằng 7 phần 15 nè. Còn xác suất của biến cố B với điều kiện A đó là bằng 6 phần 14. Bởi vì với điều kiện A có nghĩa là mình đã bắt ra một con gà rồi, vậy thì nó còn 14 con gà. Nhưng mà với điều kiện A có nghĩa là bắt gà mái, mái cho nên nó còn 6 gà mái. Đấy. Thì với điều kiện A có nghĩa là trong cái chuồng nó có 14 con gà, trong đó có 6 gà mái, cho nên là xác suất bắt được gà mái nữa là bằng 6 phần 14. Đó. Còn xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. A ngang là gì? A ngang là con gà bắt ra lần thứ nhất không phải gà mái, tức là gà trống đúng không? Đấy. Thì khi mà biến cố A ngang này nó xảy ra đó, có nghĩa là mình đã bắt ra một con gà trống, cho nên số gà mái trong chuồng vẫn là còn 7 con. Cho nên để lần thứ hai bắt ra gà mái với điều kiện A ngang này đó là bằng 7 phần 14. Đấy. Thì sau khi mình gọi tên các biến cố như thế này nè, rồi cái đầu mình sẽ từ cái đề đó mình sẽ suy ra được những cái xác suất cơ sở, thấy không? Mình gọi là xác suất cơ sở đi, để mình tính cái xác suất phức hợp ở đây nè. Ở câu cái xác suất cần tính ở câu A nè. Đó, như vậy thì xác suất cả hai con đều gà mái thì ở đây đó, nó chính là gì? Biến cố giao A giao B, có nghĩa là con gà bắt ra lần thứ nhất gà mái và con gà bắt ra lần thứ hai cũng gà mái. Đúng chưa? Đấy, thì ở đây mình sẽ áp dụng công thức nhân xác suất vô, áp dụng công thức nhân xác suất. Đấy, thì công thức nhân xác suất thì ở trong cái bảng phụ lục cái này tôi sẽ gửi cho các anh chị luôn, không biết gửi chưa nhỉ, cái bảng phụ lục này tôi gửi lên Zalo cho các anh chị chưa, bảng phụ lục này nó gồm có bảng công thức và mấy cái bảng xác suất phía sau á, chưa gỡ phải không? Dạ chưa. Để tôi gỡ lên luôn, mình dùng cái bảng này nó dễ hơn. Thầy biết cái đề tham khảo rồi, thầy có làm đáp án sẵn hết chưa thầy? Có mà tôi chưa công bố, anh chị giải cho đi, giải đi rồi. Dạ. Thì tôi sửa không, mình có giải thì mới nhớ được.
Với lại cái này là tham khảo thôi, chứ nhiều khi nó thi người ta nó không có chọn ngay cái đề của mình. Đấy, thì cái bảng phụ lục mà tôi gửi lên không? Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Thì cái trong cái bảng phụ lục này đó thì nó có mấy cái công thức xác suất đó. Công thức tôi tóm gọn là một số công thức, chẳng hạn như đây công thức xác suất điều kiện nè, rồi công thức nhân xác suất nè, không xác suất nhân xác suất thì các anh chị thấy là chỗ này là đây, công thức nhân xác suất ở chỗ này không. Đó, nó có hai hai công thức. Đó, thì mình áp dụng công thức nhân xác suất ở chỗ này thì thế số vô thôi, tới đây thế số vô được, thế số vô rồi sau đó là mình lấy máy tính mình bấm kết quả. Rồi 1/5 rồi xác suất con gà bắt ra lần thứ hai gà mái thì mình nhớ cái kết quả của cái bài toán phát thanh, xác suất bắt ra lần thứ nhất gà mái là bằng 1/7/15, vậy thì xác suất con gà bắt ra lần thứ hai gà mái với điều kiện là nó không không có phụ thuộc vào cái biến cố nào hết, không 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 có điều kiện nào cả. Đó, với điều kiện mình cái này có nghĩa là mình điều kiện mình không biết thông tin gì cả thì nó vẫn bằng cái xác suất con gà bắt ra lần thứ nhất gà mái, tức là mình thấy hai cái thằng này nó bằng nhau không, VB nó vẫn bằng. Nhưng mà ở đây đó thì mình không có thể nào ghi cái kết quả ra như thế được, tại vì ở đây mình sẽ phải chứng minh nó sẽ bằng đến mức này bằng cách là ở đây là cái công thức xác suất đầy đủ các anh chị, cái công thức xác suất đầy đủ không. Thì công thức xác suất đầy đủ áp dụng cho hệ gồm hai biến cố đầy đủ là a với a ngang đó, đúng không, a với a ngang thì mình sẽ ra được cái công thức. Bây giờ tới sang cái câu số 2. Câu số 2 là một cái túi, một túi là chứa 6 tấm thẻ đỏ và 9 tấm thẻ vàng. Bây giờ mình chọn ngẫu nhiên ra 3 tấm thẻ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 tấm thẻ. Không? Thì gọi x là số thẻ đỏ trong 3 tấm thẻ lấy ra. Thì tìm luật phân phối xác suất của x. Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của x. Thì cái chỗ này đó mình có thể sử dụng cái kiến thức này, mình có thể nói đó là kiến thức chương 3 cũng được, kiến thức chương 2 cũng được. Tại vì cái này nếu mà chương 3 thì nó rơi vào cái phân phối siêu bội. Nếu chương 2 thì mình cứ lập bảng phân phối nó ra một cách bình thường. Đấy không? Thì bây giờ đó là mình gọi x là số thẻ đỏ trong 3 tấm thẻ lấy ra. Thì có khả năng là không có thẻ đỏ nào, tức là x bằng 0. Khả năng là một tấm thẻ đỏ. Đấy không? Là x bằng 1. Rồi khả năng là không có hai thẻ đỏ, x bằng 2. Hoặc là 3 tấm đều là thẻ đỏ hết. Đấy. Là 3x bằng 3. Bây giờ mình sẽ tính xác suất x bằng 0 đúng không? X bằng 0 có nghĩa là trong 3 tấm thẻ lấy ra không có thẻ đỏ nào. Không có thẻ đỏ nào có nghĩa là mình đã lấy ra 3 tấm toàn là thẻ vàng. Mà thẻ vàng đó thì mình lấy trong số 9 tấm thẻ vàng này. Đúng chưa? Thì số cách lấy nó sẽ là số tổ hợp chập 3 của 9. Còn cái không gian mẫu đó, là mình lấy 3 thẻ trong số 15 thẻ này. Thì số cách lấy của nó là C3 15. Đó. Và lấy máy tính mình bấm ra cái kết quả này. Cái này là mình bấm được không? Bấm kết quả này được không? Thì nếu như cái máy tính mình mà nó không có cái chế độ phân số, không có chế độ phân số theo kiểu trong sách giáo khoa đó, tức là chỗ này nếu mà cài đặt đó thì cài đặt theo cái kết quả gì đó. Thì tôi lấy cái máy tính này đi, thì cái cài đặt đó là ship ship mod. Thì cái chế độ cái chế độ mát mát io đó, io là xuất nhập đó không,
thì cái chế độ này nó giống cái số 1 này, nó giống như định dạng trong sách giáo khoa, tức nghĩa là mình có ghi viết phân số này kia được. Còn cái chế độ like tức là chế độ chỉ một dòng thôi đó. Thì ví dụ như mình đang cài đặt cái chế độ like đi, like đi, thì ở đây đó là mình bấm 9C3 phải không, 9C3, 9C3 shift giúp chia C3 này, rồi chia cho mình bấm dấu chia cũng được, hoặc là mình bấm dấu phân số ở đây cũng được. Đó là 10 12 15C3. Coi coi nó ra cái kết quả không? Này nó báo lỗi gì nè. 15C3. Nó báo lỗi cái gì đây ta? Rồi. Vậy thì chỗ này chắc mình bấm thành dấu chia luôn. Tại nhiều khi nó hiểu là cái 3 3 phần 15. Chỗ này mình bấm 3, bấm kết quả nó ra được này. Mình chuyển sang phân số đó là 12 phần 65. Thấy không? Như vậy thì chỗ này đó là nếu mà chỗ này mình bấm cái dấu phân số này không được nè. Tại vì nếu mà bấm phân số này nó hiểu rồi chỗ này là 3 phần 15. 3 phần 15 mà C3 thì không được, nó phải số nguyên. Còn nếu mà mình bấm dấu phân số thì chỗ này mình phải có dấu ngoặc. Thử coi, cũng báo lỗi. Nhưng mà nếu mà mình bấm dấu ngoặc ở phía trước này thì sao? Ngoặc phía trước này luôn thì nó phải mất công thêm cái số dấu ngoặc thì nó mới được kết quả. Thấy không? Rồi tương tự vậy thì cái xác suất x bằng 1 nè. Cái xác suất x bằng 1. X bằng 1 có nghĩa là mình lấy ra được một tấm thẻ đỏ và hai tấm thẻ vàng. Thì bây giờ mình thấy là một tấm thẻ đỏ nó là nó lấy ra trong số 6 tấm thẻ đỏ này đúng không? 6 tấm thẻ đỏ này thì nó sẽ có là C16 cách lấy. Rồi sau đó mình lấy hai tấm thẻ vàng. Hai tấm thẻ vàng trong số 9 tấm thẻ vàng này thì nó có C29 cách lấy. C29 tức là số tổ hợp chập 2 của 9. Và chia cho tổng số cách lấy tức là C315. Đó, thì cái này nó ra cái kết quả là 216 phần 455. Tương tự như vậy thì cái xác suất x bằng 2. X bằng 2 có nghĩa là được hai tấm thẻ đỏ và một tấm thẻ vàng. Đấy, thì cái xác suất nó bằng 27 phần 91. Và cuối cùng là xác suất x bằng 3 tức là ba tấm thẻ đỏ. Thì xác suất nó là 4 phần 91. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất. Đó, thì bài này yêu cầu lập bảng phân phối xác suất. Rồi sau đó là tính kỳ vọng của x. Tính kỳ vọng của x. Kỳ vọng của x thì mình nhớ cái công thức là lấy cái giá trị của x rồi nhân cho xác suất của nó. Rồi mình cộng lại ra kỳ vọng. Còn phương sai thì cái công thức tính phương sai là kỳ vọng của cái x bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng của x. Đúng không? Kỳ vọng của x bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng của x. Đây là phương sai. Đó, thì cái này là kỳ kỳ vọng của x đó, thì mình sẽ lấy là gì đây? Giá trị của x và nhân cho cái xác suất tương ứng của nó và mình cộng lại. Đúng không? Còn phương sai đó là mình sẽ lấy kỳ vọng của x bình phương trừ cho cái bình phương của cái kỳ vọng này. Đó, thì bây giờ kỳ vọng của bình phương của x bình phương đó là chỗ này đó là cái giá trị của x đó, mình bình phương lên cho đó mình nhân với cái xác suất phải không? Như đây là không bình phương nè, nhân cho 12 phần 65. Rồi một bình phương nhân cho 216 phần 455. Đấy. Đấy, thì mình xong rồi mình cộng tất cả kết quả là hết. Rồi mình mới trừ đi cho cái 1,2 này bình phương thì nó ra được cái phương sai.
và đề bài nó yêu cầu là tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn, cho nên ở đây là mình tính ra phương sai rồi đó, mình lấy căn bậc hai của phương sai thì nó ra được độ lệch chuẩn. Đấy. Thì cái bài số 2 là như thế. Để mình sang cái câu số 3, là cái này nó thuộc về cái chương 4, ở trong cái phần mình ôn nó nằm ở trong chương 4. Nằm ở chương 4, tức là mình tính giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, không tính giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, thì cái này mình bấm máy nè, bấm máy này. Bấm máy thì chỗ này là mod 61 không. Sau khi mình nhập cái giá trị của x thì mình sẽ nhập cái tần số nó vô, chữa tần số là 26 26, 21, 33, 33. Thì chỗ này đó, thì khi mình bấm nhập dữ liệu xong, bấm AC rồi option đó, mình chọn số 2 là nó sẽ ra được các cái giá trị này luôn. X ngang là 6,15 ha. Thì trong quá trình làm bài thì mình khỏi ghi công thức này là cũng được anh chị. Thấy không? 6,16, 6,15. Rồi cái phương sai mẫu là nó nằm ở dưới đây nè, 1,5429. 1,5429 á, 29. 5429. Và mình lấy căn bậc 2 ra thì mình được cái độ lệch chuẩn. Và trong đây nó cũng hiện độ lệch chuẩn luôn là 1,2414. 1,2421 chứ, 1,2421. Còn kích thước mẫu là n bằng 100 nè, thấy không? Này 100. Thì ở trong máy tính này thì nó hiện lên là tất cả những cái tham số, chẳng hạn như min min max này kia nó hiện luôn. Đấy không? Thì bây giờ mình thấy min nó tức là trong cái giải giá trị này thì cái min nó bằng 3, cái max nó bằng 9, đúng không? Thì trong đây nó hiện lên là max bằng 9, là min bằng 3 có. Rồi trong thống kê thì nó có cái trung vị. Cái điểm trung vị là cái điểm mà nó chia dữ liệu làm hai phần đó. Thì tôi giải thích thêm trên cái máy tính này nó hiện thị cái phần thống kê cơ bản. Đấy không? Thống kê này trong Excel mình tính ra được hết. Rồi cái Q1, Q2, Q3 là cái tứ phân vị. Q1 này gọi là tứ phân vị nè, Q2 là cái trung vị, còn Q3 là cái tứ phân vị thứ ba. Một số cái điểm đó. Còn ở đây nó có cái tổng. Tổng XY, tổng XY tức là mình lấy cái thằng này mình nhân cho tần số, mình cộng là hết. Đấy không? Thì em thấy cái tổng bậc 1 này đó là mình chia cho 100 thì nó ra là 6,15. Còn cái tổng bậc 2 này đó là theo công thức thì tổng bậc 2 này nó nằm ở dưới đây nè. Nằm ở dưới đây nè. Đó. Cái tổng bậc 2 này mới trừ cho n là x ngang bình phương rồi chia cho n trừ 1 là nó ra được cái phương sai về bình phương này. Cái s bình phương này. Thì tôi giải thích thêm một số vấn đề trong cái bảng này nữa ha, thì để thôi mình thắc mắc. Thì khi mà mình tính toán thống kê đó thì mình chỉ sử dụng là gì đây, x ngang nè và cái s bình phương ở dưới đây nè, s x bình phương ha, và s x thôi. Và có khi mình sử dụng cái thước mẫu nữa, mình kiểm tra lại coi cái thước mẫu đúng chưa, thì chủ yếu mình sử dụng bốn cái tham số đó thôi. Thì ở đây đó, thì ở câu A thì bấm máy tính là mình ra được kết quả rồi. Còn ở câu B đó là mình tìm khoảng tin cậy, không khoảng tin cậy cho chiều cao trung bình của loại cây đó. Thì cái khoảng tin cậy thì ở trong cái bảng mà công thức đó, thì cái khoảng tin cậy là mình sẽ cho trung bình đó, là mình sẽ nhìn vô đây nè, là x ngang trừ e ngang cộng e, không? Và nó chia ra ba trường hợp: trường hợp mẫu lớn, trường hợp phân phối chuẩn biết sigma, trường hợp phân phối chuẩn không biết sigma, ba trường hợp này đó. Thì cái bài này của mình đó là nó rơi vào trường hợp mẫu lớn, đúng không? Trường hợp mẫu lớn tức là
khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình nó sẽ là x ngang trừ e x ngang cộng e, và e thì nó bằng z alpha chia 2 nhân s chia căn n. Đấy, thì ở đây nó nằm ở trong cái công thức thứ ba này, công thức cái chỗ này này các chị nha, công thức chỗ này. Thì bây giờ đó là chỗ này nó có z alpha chia 2, vậy thì mình phải phải tra bảng, đúng không? Và cái bảng đó là z đó, thì mình tra cái bảng số 4, còn t là tra bảng số 2, đúng không? Tại vì do mình để giới hạn lại rồi, cho nên ở đây mình chỉ còn hai bảng thôi. Thì cái bảng số 4 này thì nhắc lại là chỗ này là người ta kêu tìm khoảng tin cậy 95%, đúng không? Thì cái có nghĩa là cái độ tin cậy đó, cái chỗ này cái chữ này đọc là gamma, gamma đọc là độ tin cậy, thấy không? Độ tin cậy. Và thường độ tin cậy đó thì mình thường đặt là bằng 1 trừ alpha nữa. Cho nên là alpha này trong kiểm định giả thiết nó gọi là mức ý nghĩa đó. Thì cái mình muốn tìm alpha thì mình sẽ lấy 1 trừ gamma, đúng không? Thì ở đây là gamma là 0,95, vậy thì alpha là 0,05. Vậy thì alpha chia 2 là 0,025. Và 0,025 này á, thì mình sẽ tra cái bảng số 4. Thì chỗ là cái alpha bằng 0,025. Ở đây chúng ta thấy 0,025 ở đây và cái giá trị tương ứng là 1,96. Mình sẽ ghi qua đây. Thì z alpha chia 2 là 1,96, đúng không? Vậy thì cái công thức của mình là e bằng cái gì? Z alpha chia 2 nhân s chia kn. Và cái s nó có rồi nè, đúng không? Căn n có rồi nè. Z alpha có rồi, thế vô tính được e. Và có e này đó thì mình sẽ tính x ngang trừ e và x ngang cộng e, và mình sẽ kết luận cái khoảng khoảng tin cậy cho chiều cao trung bình của cái cây. Thì quá trình làm vậy thì cái công thức nó có sẵn, thấy không? Công thức nó có sẵn và mình chỉ cần đọc cái đề rồi mình vận dụng vô mình làm, cố gắng mình làm. Thế bây giờ tiếp tục là mình sang cái câu số 4. Thì khối lượng trung bình khi xuất chuồng ở một trại chăn nuôi gà công nghiệp năm trước là 3,3 kg con, thì năm nay sử dụng loại thức ăn mới thì căn thử 25 con thì thấy khối lượng trung bình là 3,6 và độ lệch chuẩn là 0,32. Thì giả thiết là khối lượng gà là biến ngẫu nhiên tương theo quy luật phân phối chuẩn, không có mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết thức ăn mới có làm tăng khối lượng gà xuất chuồng. Thì cái chỗ này các anh chị lưu ý cái chữ tăng này, không? À, cái biến ngẫu nhiên mình đang khảo sát là biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng gà xuất chuồng khi mà sử dụng thức ăn mới. Thì theo đề bài đó là ít này nó tuân theo quy luật phân phối chuẩn, đúng không? Đấy, thì theo mẫu khảo sát á thì mình có n bằng 25, ít ngang là 3,6. Thì mình thấy cái trung bình, khối lượng trung bình của 25 con gà này, tức là nó là trung bình mẫu, đúng không? Là 3,6. Và độ lệch chuẩn mẫu là S bằng 0,32. Còn cái mức mi không là bằng 3,3 kg con, đúng không? Thì bài toán kiểm định giả thiết thì nó qua là 6 bước. Thì đây là bước thứ nhất, đúng chưa? Các anh chị nhớ cho tôi là 6 bước, không? Bước thứ nhất là gọi tên biến ngẫu nhiên, tìm các tham số liên quan. Bước thứ hai, đặt giả thiết, đối thiết và mức ý nghĩa. Thì cái giả thiết là lúc nào cũng mi bằng mi không hết trơn á, thấy không? Còn cái đối thiết nó là quan trọng, là đối thiết nè, mình phải xác định đúng cái đối thiết. Thì ở đây là tôi khoanh cái chữ tăng, và ở đây là gì, tôi ghi là mi lớn hơn mi không, thì nó có sự liên hệ, thấy không? Có sự liên hệ giữa hai này, đúng chưa? Có sự liên hệ. Nói tóm lại là mình muốn xác định đúng cái dạng đối thiết thì mình phải coi xem cái câu hỏi của cái bài toán kiểm định giả thiết nó hỏi cái gì,
Ví dụ như nó hỏi là thức ăn mới có làm thay đổi khối lượng gà xứ chuồng? Mì khác mì không. Thức ăn mới có làm tăng khối lượng gà xứ chuồng mì lớn hơn mì không? Còn nếu nó hỏi là thức ăn mới có làm giảm khối lượng gà xứ chuồng, mình đặt mì nhỏ mì không. Nhớ cho thầy ha. Đó, thì sau khi mình đặt giả thiết đối thuyết rồi, giả thiết đối thuyết rồi, bước tiếp theo là mình sẽ chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định. Đây, tiêu chuẩn kiểm định thường mình dùng cái câu này: nếu H không đúng thì biến ngẫu nhiên T này nó tuân theo luật phân phối student. Cái này là đọc là phân phối student. Student là chữ sinh viên á. N trừ 1 bậc tự do. Bậc tự do. Không. Tức là thầy đang nói cái chữ TN trừ 1 rồi đó. Là nó chỉ là phân phối student N trừ 1 bậc tự do. Nó viết tắt thì như thế này. Phân phối student có nghĩa là một cái biến ngẫu nhiên T nó có cái luật phân phối theo cái công thức mà định nghĩa trong phân phối student ở chương 3. Thấy không? Thì công thức nó hơi phức tạp rồi, tôi tạm thời tôi không có nhắc, mình không không có nhắc lại, mình chỉ cần nhớ như thế này thôi đó. Thì bây giờ đây là bước thứ ba nè, trong bài toán kiểm định tôi nhắc lại là có 6 bước ha. Bước thứ ba là chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định, đây là tiêu chuẩn kiểm định đây và bước thứ thứ tư là tính giá trị tới hạn nha. Không, tính giá trị tới hạn nha. Thì ở đây mình xác định giá trị tới hạn đó, mình xác định dựa vào cái gì? Dựa vào cái tiêu chuẩn kiểm định nó có luật phân phối student hay là phân phối chuẩn. Không, ví dụ như chỗ này nó có phân phối student thì cái giá trị tới hạn mình xác định là nó phải tra bảng số 2, được chưa? Nhưng mà nếu mà tra bảng số 2 đó thì mình cần thứ nhất là gì? Số bậc tự do đó, số bậc tự do và cái chỉ số dưới là alpha hay là alpha chia 2 đó. Bây giờ cái số bậc tự do là mình căn cứ vào cái n này nè, n là 25, vậy thì số bậc tự do là 24. Còn cái chỉ số dưới này đó mình coi nó là alpha hay là alpha chia 2, thì cái đề bài nó cho là alpha là 5%, alpha là 5% đó. Nhưng mà cái đối thiết mình là loại dạng đối thiết dạng dạng hai, tức là mi lớn hay mi không, trắc nghiệm một đuôi lớn. Thì các anh chị nhớ là trắc nghiệm một đuôi thì alpha chia 1, trắc nghiệm hai đuôi thì alpha chia 2. Nhưng mà đuôi nhỏ thì gắn thêm dấu trừ. Thấy không? Đó. Trắc nghiệm một đuôi thì alpha chia 1 mà trắc nghiệm hai đuôi thì alpha chia 2. Rồi nếu mà trắc nghiệm một đuôi nhỏ thì lại thêm dấu trừ vào. Thì bài này là trắc nghiệm một đuôi lớn. Thấy không? Cho nên là cái alpha mình giữ nguyên nè. Tức là alpha chia 1 đó. Alpha là 0,05. Thấy không? Chia 1 giảm là 0,05, có nghĩa là cái chỉ số dưới này mình đã xác định được nó là 0,05 nè đó. Còn số trên mình xác định được là 24 nè. Bây giờ mình sẽ tra cái bảng số 2. Đó, thì trong cái bảng số 2 này ha, thì mình xác định cái dòng của số 24 đó. Thì cái số 24 để mình xác định cái dòng đó và cái chỉ số dưới là 0,05 thì mình xác định cái cột đó, mình kéo dài xuống đấy, tới đây là 1,7109 là đúng không đấy. Thì cái giá trị mình cần tra đó là 0 1,7109, 1,7109 được chưa, đúng rồi nè. Rồi bước thứ năm là mình tính cái giá trị tiêu chuẩn kiểm định ra. Cái này gọi là bước thứ năm. Tính giá trị tiêu chuẩn kiểm định là lúc này mình ký ký hiệu T đó. Hồi chiều là tôi dạy ở trên lớp thì tôi ký hiệu là T0, không? Ký hiệu quan trọng là mình ký hiệu nó là chữ T thường được. Chỉ viết hoa này là chỉ biến ngẫu nhiên. Thì nếu viết thường thường thì chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên, tức là một số, phải không? Đấy, thì bây giờ đây mình thấy số vô mình tính ha. Chỗ này mình phải thế số vô mình tính lại. Đó, thì cái này ít ngang là nhiêu? Ít ngang thì bài nó cho là 3,6. 3,6 trừ cho mi không là 3,3. Mi không là 3,3, mi không chỗ này nè.
Thì nhân cho mình nhân cho căn n trước đi. N là bằng 25. Rồi đóng ngoặc lại, cái này mới chia cho s. S là 0,32. Đó, và mình sẽ tính cái số này ra là 4,6875 đúng không? 4,6875. Thì bây giờ đó là 4,6875, bây giờ mình sẽ dạch một cái trục ra trên giấy. Mình đặt ở đây là số 0. Thì cái giá trị tới hạn của mình đó là 1,7, nó nằm ở đâu? Chỗ này là số 1, đúng không? Vậy thì 1,7 nằm đây nè. Đó, thì cái giá trị tới hạn ở đây mình sẽ ghi là GTTH. Hay là giá trị tới hạn hay là cái gì đó. 1,7. 7109, đúng không? Vậy thì cái miền bác bỏ là nó rơi từ cái chỗ này ra đến cộng vô cùng. À, miền bác bỏ nó nằm đây. Và bây giờ mình coi cái T này nằm đâu, nó có nằm miền bác bỏ hay không. Thì mình thấy T nó bằng 4,68 là nó nằm tuốt bị Mỹ ở đây nè. Vậy nó thuộc miền bác bỏ đúng không? Cho nên H0 bị bác bỏ. Đó là cái cách là làm sao để mình biết là có H0 có bị bác bỏ hay không, phải không? Đó, H0 có bị bác bỏ hay không. Thì tôi nhắc lại nè. Tôi xin phép nhắc lại cái đó, thì nếu mà cái đối thiết dạng 1, đối thiết dạng 1 là đối thiết dạng này là H1 là cái gì? Mi khác mi 0, đúng không? Thì lúc này cái trục số của mình ở đây, chứ không ở đây, cái giá trị tới hạn ở đây, giá trị tới hạn trong trường hợp này là nó dương, đúng không? Nó dương thì chỗ này là mình sẽ lấy một cái giá trị đối xứng với nó nữa là trừ GTTH nữa. Đó, thì cái miền bác bỏ là mình sẽ xây dựng hai cái miền này. Chỗ gạch gạch đó là miền bác bỏ không? Đấy. Cái đầu mình tính cái giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định là mình ký hiệu là T đi. T đi. Đấy. Thì nếu như cái T này nó rơ vào đây hoặc nó rơ vào bên đây thì H0 bác bỏ. Còn nếu giá trị của T mà nó rơ vào chính giữa này nè. Cái giữa trong trong khoảng là trừ GTTH đến GTTH thì mình chấp nhận. Còn nếu nếu mà cái đối thiết nó dạng thế này, à, thì lúc này á, cái này là cái giá trị tới hạn đó, đó. Và cái miền bác bỏ là từ cái này nó đảo đến vô cùng đó. Thì nếu mà mình tính cái giá trị T ra mà cái T này nó lọt vào đây thì H0 bác bỏ. Còn nếu mà nó lọt qua bên đây, nhỏ bao nhiêu kệ đó, miễn nó lọt qua bên đây, bên trái giá trị tới hạn thì H0 được chấp nhận, không? Chỗ này là H0 được chấp nhận, được chấp nhận. Đó. Còn cái trường hợp thứ ba là cái dạng thứ ba đó là mi nó nhỏ hơn mi không thế này, thì lúc này cái giá trị tới hạn nó là số âm. Đó, mình vẽ cái trục số ra thì cái số 0 nằm đây, số âm nằm đây. Lúc này cái giá trị tới hạn nó nằm đây. Đó, thì cái miền bác bỏ là từ đây đảo đến gì đây? Trừ vô cùng. Cái gì thì mình tính giá trị T, nếu mà T này đó nó nằm ở chỗ đây thì H0 bác bỏ. Còn nếu mà giá trị của T mà nó lọt qua bên đây thì H0 được chấp nhận. Đó. Thì cái bài này mình thấy là rõ ràng là cái này là trắc nghiệm một đuôi lớn. Thì cái miền bác bỏ từ cái số này đảo đến cộng vô cùng đúng không? Vậy thì nếu như cái giá trị T mà nó rơi vào miền này thì H0 bị bác bỏ. Cho nên là tôi nói với anh chị là cái bước 5, cái bước 6 này đó nó cũng quan trọng không? Tức là mình phải xác định là H0 chấp nhận hay bác bỏ. Có nhiều bài sinh viên của tôi đó, nhiều khi nó làm ra, nó làm tới đây bước này rồi. Nhưng mà khi so sánh thì nó cũng so sánh được, nhưng mà nó không biết so sánh gì rồi xong H0 bác bỏ hay chấp nhận nữa. Thì không được. Cho nên mình phải xem kỹ lại, mình học là mình xem kỹ lại. Đó, thì cái điều kiện H0 bị bác bỏ là tôi đã nêu ở trong cái bản phụ lục này cũng có nè. Trường hợp đối thiết lớn hơn thì mình lấy giá trị tuyệt đối của giá trị kiểm định, so nếu mà nó lớn hơn giá trị tới hạn thì H0 bị bác bỏ. Đó, thì cái bản kết luận đó. Đó, thì bây giờ đó là sau khi mình đã bác bỏ H0 rồi thì mình kết luận sao? Mình kết luận sao?
Thì khi mình đặt cái giả thiết H0 như thế này. Đặt giả thiết H0 thế này, H0 thì cứ có nghĩa là khối lượng trung bình của gà xuất chuồng khi mà sử dụng thức ăn mới là nó bằng cái mức 3,3. Bằng mức 3,3 tức là bằng cái mức cũ. Đúng không? Bằng cái mức cũ. H0 có nghĩa là bằng mức cũ. Còn H1 có nghĩa là nó tăng so với mức cũ. Nhưng mà bây giờ là mình đã bác bỏ H0, có nghĩa là mình chấp nhận H1, thì mình kết luận là vị khối lượng gà xuất chuồng nó tăng. Được chưa? Đó. Thì đó là cái bài toán kiểm định giả thiết, tôi nhắc lại như thế. Còn cái bài câu 5 này thì ở đây là nghiên cứu về cái lượng phân bón và cái y là năng suất lúa của 30 hộ gia đình. Cái này năng suất tính trên 1.000 mét vuông thì tôi thấy cái năng suất này hình như nó không có được đúng cho lắm không? 270 kg trên 1.000 mét vuông thì một công có mấy trăm ký thì nó... Cái này cái số liệu trước đây nó cái gì nó chưa cập nhật. Bây giờ năng suất lúa của mình nó cao à. Thì anh chị nghe cái chữ quê hương 5 tấn biết rồi. Thì cái thời điểm mà thời điểm đó là cái Thái Bình mà làm được một hecta là 5 tấn. Một hecta ở đây nó chính là 10.000 mét vuông. Thấy không? Là 5 tấn. Vậy thì có nghĩa là một một ngàn mét vuông là nó sẽ là 500 kg. Ở đây nó có 300, cao nhất có thể mình thấy có 320. Ở vụ Đông Xuân ở quê tôi nhiều khi người ta làm được 800 kg, 800 kg trên một công. Một công tức là 1.000 mét vuông đó các anh chị, đúng không? Công là 1.000 mét vuông. Thì đại khái là chủ bài này thì mình chỉ nói về cái mối tương quan giữa cái lượng phân bón cho ruộng và cái năng suất lúa, liệu nó có tương quan hay không. Thấy không? Liệu nó có tương quan hay không? Thì tương quan có nghĩa là khi mà mình bón nhiều phân thì nó sẽ cho ra nhiều lúa. Đặt ví dụ vậy đó không? Thì mình đại khái thì tương quan, hoặc là nó có tương quan, đó gọi là tương quan thuận. Còn có một cái gọi là tương quan nghịch nữa. Tương quan nghịch là ví dụ mình bón nhiều phân mà cái lúa nó càng ngày càng ít thì nó là tương quan nghịch. Đó. Rồi tương quan thuận đó là mình tăng cái biến ít thì biến y nó tăng theo, rồi là tương quan thuận. Còn nếu mà tương quan nghịch đó là mình tăng biến ít nhưng mà biến y nó giảm. Đó. Và cái tương quan này nó thể hiện cái tính tương quan mạnh yếu là nó thể hiện qua cái hệ số tương quan mẫu. Hệ số tương quan mẫu mình tính ra nó khá lớn. Đó. Tức là giá trị tuyệt đối nó khá lớn thì lúc này thì mình nói nó tương quan mạnh. Còn nếu mình tính ra nó khá bé thì nó là gọi là tương quan yếu. Thấy không? Thì để tính giá trị hệ số tương quan đó thì mình sử dụng cái chức năng thống kê hai biến MAT62 ha. Thì đây nó có cột ít, cột y và cột tần số. Thì đối với cái bảng này mình phải có cột tần số mới được. Thấy không? Thì lôi cái cột tần số ra rồi tôi nhắc lại là bấm shift mode nè. Mũi tên xuống nè. Số 3, số 1, lôi cột tần số này ra. Cái cột có chữ N đó. Thì khi nhập liệu của bảng này đó thì các anh chị lưu ý là cái chỗ nào nó ký hiệu là XY thì mình nhập vô cái cột đầu tiên. Còn cái chỗ nào ký hiệu YY là mình nhập vô cột thứ hai, và cái cột tần số là mình nhập vô cái cột cuối cùng. Thấy không? Thì bây giờ XY của mình nó có 40 nè. 45 nè. 50. Nhập theo thứ tự không? Rồi 52. Rồi tới 55. Tới 60. 10. Tới 63. Tới 65. Đó. Rồi sau đó mình sẽ sửa cái cột Y lên nè. Mặc định là khi mình nhập với chữ X thì Y nó bằng 0 hết. Y thì nó là 270 nè. 280. 280. 290. Rồi 300. 300 hai lần ha. Rồi tới 310. 310. Tới 320.
Thì đối với dữ liệu mà không có tần số thì tới đây là mình xong rồi, mình bấm AC rồi mình tìm ra được rồi. Bây giờ nhưng mà chỗ này nó có tần số, thì đối với cái số liệu thứ nhất thì tần số nó là 3, tần số là 5, tần số là 2, 16, 14, 3, 5, 2. Để mình sửa tần số nó hết rồi, xong rồi bấm AC không. Thì bây giờ đó thống, mình nhìn vô đây mình thấy rõ ràng nó để thống kê y bằng ax cộng b, thì cái phương trình này nó chính là phương trình hồi quy nè. Thì ở câu thứ nhất là mình tính cái giá trị hệ số tương quan mẫu, đúng không? Hệ số tương quan mẫu thì cái công thức này nó ghi đánh này là mình không nhớ, mình khỏi khỏi ghi là cũng được, đúng không? Nhưng mà ở trong cái phần phụ lục đó, nó phụ lục là nó có công thức, như không có gì phụ lục, hình như không có công thức hệ số tương quan mẫu gì. Không có, nó chỉ có mấy công thức kia thôi, không có công thức của hệ số tương quan mẫu, thì khỏi mình khỏi ghi công thức cũng được. Đấy, thì bây giờ ở đây mình tính giá trị hệ số tương quan mẫu, thì đây mình bấm option nè. Đó, ngay chỗ này mình bấm thêm mũi tên xuống nữa. Đó, mình vào chọn số 4 chỗ hồi quy, thì bấm ngay cái số 3 là nó ra cái hệ số tương quan mẫu. Còn cái câu C là nó yêu cầu mình lập cái phương trình hồi quy tuyến tính y theo x, thấy không? Phương trình hồi quy tuyến tính y theo x, thì cái phương trình hồi quy tuyến tính y theo x nó là y bằng a cộng bx như thế này. Mình nên ghi cái phương trình này lại, rồi mình giải thích thêm là cái hệ số b nó bằng rsi chia sx, ghi như thế thôi. Nhưng mà mình không có tính dựa qua sx sx mà mình tính bằng cái máy tính, chỗ này nó tính sẵn cho mình luôn. Mình tên xuống này. Đó, thì cái hệ số b mình tính trước, thấy không? Hệ số b bấm số 2. Đó, ra là 17 gì, 1,7861. Còn cái hệ số A đó thì mình cũng ghi công thức là bị y ngang trừ bx ngang, nhưng mà mình ghi vậy thôi. Nhưng mà mình bấm máy thì chỉ cho cái mẹo làm gì, chứ không phải là lúc nào mình cũng cắm cúi làm theo cái gì đó đi, thấy không? Thì đây là 197,95 9550. Thì bây giờ mình kết luận là cái phương trình hồi quy, phương hồi trình hồi quy là y bằng 197,955 cộng cho 17861 nhân x. Đấy, thì đây là mình sẽ lập được cái phương trình hồi quy. Còn cái câu C đó là kiểm tra kiểm định thêm thực sự nó có tương quan hay không. Thường là cái hệ số là 0,9 trở lên là nó thật sự nó tương quan rồi, thấy không? Đấy, thì bây giờ tôi thì để kiểm gia định thì thực sự nó có tương quan hay không á. Thì đối với cái phần kiểm định sự tương quan thì mình dùng cái tiêu chuẩn T này. Cái giả thiết H0 mình đặt ra là rho nó bằng 0 và đối thiết là rho H0. Thì cái tiêu chuẩn T này là nó có phân phối student N trừ 2 và tự do, thấy không? Ví dụ như N của mình ở đây là mình coi coi. Kiểm tra là coi. Chọn tính hai biến. Thì ở đây mình thấy N nó bằng 30 nè. N 30. Thì ở đây mình có thể bấm được tìm x ngang rồi y ngang, tức là trung bình mẫu của x, trung bình mẫu của y, thấy không? Rồi, cái thước mẫu sx si này mình tính được hết, để trong đây nó tính hết. Đó, thì ở đây n 30. Đó, thì trong bài này n 30 cho nên chỗ này nó còn 28. 28 thì cái giá trị tới hạn đó. Thì tôi nhắc lại là giá trị tới hạn mà nếu mà phân khối Student bảng 2 đó, mình cần xác định là cái chỉ số trên là cái số bậc tự do và chỉ số dưới là alpha hoặc là alpha chia 2, thì mình tra tra cái bảng đó ra. Cái này mình tra bảng số số 2 thấy không? 28 là alpha chia 2 là 0,025. Bảng số 2 này. Cái dòng của số 28 thấy không? Và có cột của số là 0,025. À, mình kéo xuống là nó ra 2,0484. 2,0484 này. Và với mẫu cụ thể thì mình tính cái giá trị T này, giá trị T này. T này thì nó sẽ bằng là R
R ở trên đây mình tính rồi nè. Chín bảy hai một rồi nhân cho căn bậc hai, căn bậc hai của n trừ hai, n trừ hai là 28 đúng không? 28 rồi chia cho gì đây? Chia cho 1 trừ r bình phương, 1 trừ r bình phương tức là 1 trừ 0,9721 bình phương, rồi đóng ngoặc lại. À, thì mình tính cái giá trị này ra là nó 21,9292 nè. Thì mình thấy cái giá trị t này lớn hơn giá trị thứ hạng nên h0 bắt bỏ. Thì trong hai cái giả thiết này đó thì tôi nói thêm đó, là trong hai giả thiết này thì cái giả thiết h0 này có nghĩa là xy không tương quan, không tương quan nên cái hệ số tương quan của nó bằng không. Cái chữ này là đọc là rho nha, cái chữ này là đọc là rho. Đó là nó cũng liên quan đến cái chữ r của mình đó. R là mình tính hệ số tương quan mẫu không, còn rho này là hệ số tương quan tổng thể đó. Thì bây giờ mình dùng cái R để mình kiểm định xem cái rho này nó có bằng h0 hay không đó. Thì nếu mà cái giả thiết h0 này đó, mình chấp nhận giả thiết h0 này có nghĩa là hai thằng này không tương quan, còn nếu mình bác bỏ h0 có nghĩa là mình chọn h1 thì cái này là gì đây? Xy tương quan, tương quan đó. Thì ở đây mình đánh giá là nó có tương quan hay không à, đúng không? Đấy, thì nó lớn hơn giá trị thứ hạng h0 bị bác bỏ. Mà h0 bác bỏ nghĩa là chấp nhận h1 và kết luận nó tương quan. Đấy, thì đó là cái bài toán kiểm định giả thiết về sự tương quan, không? Đấy, tôi đã giải xong cái đề số 1. Đó, mình xem lại coi cái chỗ nào mình cần trao đổi thì mình trao đổi thêm ha. Do cái lịch ôn của các anh chị nó cận quá, vậy là tôi nhiều khi là tôi dạy tôi với lại là mấy cái ngày này đó là tự động là công việc tự động nó dồn dập luôn anh chị, nên là thu xếp nhiều khi là tôi dạy xong là cảm giác nó bị gọi là ngất ngưng. Thì thôi bây giờ mình tạm thời là mấy hôm gà mình ôn là tôi đã bao quát hết phần kiến thức cái phần này cho các anh chị rồi đó. Còn lại là các anh chị ra sân khấu hoạt động. Thì tôi cũng sẽ hy vọng là sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị trong quá trình mà mình ôn thi ha. Thì có cái gì đó thì mình cứ trao đổi trên cái nhóm Zalo. Thì đổi trên đây là nhắn tin riêng cũng được không? Thấy cái vấn đề nó tế nhị gì đó. Mình muốn hỏi bài này mà sợ mấy bạn cười mình dốt vậy đó, không? Thì mình có thể trao đổi riêng cũng được, không sao hết. Thì có thể mình kết bạn Zalo, không? Hình như là tôi thấy có nhiều người chưa kết bạn Zalo, có nhiều bạn chưa kết bạn Zalo chứ. Tôi không dám kết bạn, sợ nhiều khi kết bạn nhầm cô giáo, nhiều khi người ta không thích, không? Thì anh Chí này tôi biết là học viên nè, kết bạn ha. Rồi bạn Hiền kết bạn luôn, Cẩm Thu kết bạn không? Cẩm Thu kết bạn với thầy không? Kết bạn thầy ơi. Rồi kết bạn luôn. Rồi kết bạn với anh Thuận luôn. Thì có gì để mình nhắn tin riêng dễ không? Cái này là anh Thuận tới hai tài khoản vậy, hai tài khoản kết bạn với thầy. Kết bạn với bạn Thanh luôn ha. Rồi Phương Thảo luôn nè. Rồi chỗ này là bạn Thủy này là có phải là học viên ôn không hay là giáo viên ta? Thủy nè. Thầy ơi, mấy cái đề kia là làm rồi nữa thì sửa hay sao thầy? Đọc thì sửa hay sao? Ừ, sửa. Vậy các anh chị làm trước đi rồi mình trao đổi thêm, thấy không?
Thì tôi thật ra tôi còn nợ các anh chị mấy giờ là nó, tại vì hồi sáng là đáng lẽ là học có 3 tiếng mà mình học có 1 tiếng, thấy không? Nói chung là còn nợ các anh chị nhiều đó. Đấy thì cái việc mình tranh thủ mình làm đi, mình làm đi, còn người có thắc mắc thì mình trao đổi thì nó sẽ dễ nhớ hơn, thấy không? Tại vì khi biết đâu thi mình thi thì trực tiếp ở trên lớp thì sao? Mình thi trực tiếp trên lớp, thấy không? Rồi, bạn này không kết bạn được. Rồi tạm thời thế này ha. Thì buổi buổi học đến đây tạm dừng thôi. Thì tôi sẽ gửi cái video này cho các anh chị sớm nhất ha. Đúng Rồi tạm biệt nha. rồi. Dạ, bye bye thầy. Bye. Dạ.